Công trình Đài Tưởng Niệm, Nhà Truyền thống Lý Hoa được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 3 năm 2008 với tổng diện tích 1.500 m², độ cao 17 m, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Hoàn toàn do gia đình ông Phan Hải và bà Phạm Thị Dung là người con của quê hương Hải Trạch đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đài Tưởng Niệm, Nhà Truyền thống được thiết kế theo kiểu hình tròn, tượng trưng cho sự trở về cội nguồn, thể hiện tâm linh của những người con vùng biển được xây dựng trong quần thể di tích của xã. Mặt trước hướng ra dòng sông Lý Hoa. Công trình còn mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và tâm huyết của những người con quê hương. Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng từ nay có một đài tưởng niệm nhà truyền thống để tri ân với tổ tiên ông bà và các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi hứa sẽ luôn luôn bảo quản, bảo tồn, bảo tàng nhà truyền thống và đài tưởng niệm để nơi đây trở thành một nơi trung tâm văn hóa chính trị lịch sử của làng quê và phát huy để con cháu tưởng niệm, phát huy truyền thống của tổ tiên ông bà và tri ân với các những người đã ngã xuống. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân xã Hải Trạch đã đồng viên hàng ngàn người con lên đường bảo vệ tổ quốc. Họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình. Trên 200 người con đã hy sinh, 173 người con đã để lại một phần xương máu của mình tại các chiến trường. Năm bà mẹ được phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc khánh thành đài tưởng niệm nhà truyền thống sẽ là nơi để giáo dục các thế hệ cháu con mai sau đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch đã giao nhiệm vụ cho Đảng bộ và nhân dân xã Hải Trạch phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, trở thành xã kiểu mẫu để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Thưa ủy quyền của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bí thư đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân bức ảnh chân dung của đại tướng với lời đề tặng: "Tặng xã Hải Trạch anh hùng". Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, đồng chí Phan Lâm Phương cùng cả đồng chí lãnh đạo huyện Bố Trạch và nhân dân đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Trước đó, xã Hải Trạch cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho anh linh của các liệt sĩ, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Không có các hoạt động nói trên nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ phát huy nguyên mãi mãi phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây cho thế hệ trẻ để luôn luôn phát huy truyền thống của Đảng bộ và nhân dân trong chặng đường thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn quân nhạc quân khu 4 và đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức biểu diễn chương trình ca nhạc ca người Đảng Bác Hồ, ca người tình yêu quê hương đất nước, phục vụ đông đảo nhân dân. Cũng trong dịp này, tại xã Hải Trạch, nhiều chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ như múa chèo can, múa phương hầu, rước thân hoang, trên 1.000 đèn hoa đăng được thả trên sông Lý Hoa. Tàu hỏa đã ban cho Lý Hoa một vùng quê trước sông sau biển, chợ đường tiềm năng trở thành nơi thịnh vượng giàu có. Các nét văn hóa đã được lưu truyền qua các thế hệ. Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng của những người dân vùng biển Lý Hoa để ghi nhớ công ơn của những người đã khai sinh ra làng. Thể hiện lòng thanh kính đối với tổ tiên, các vong linh của các liệt sĩ xứng danh với làng biển có bề dày về lịch sử và văn hóa.
trạch anh hùng truyền thống cha ông, tay treo tay súng lập công dựng xây quê mẹ giữ non sông. Rộn ràng